Chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã họp bàn triển khai một số giải pháp cấp bách cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tham gia cuộc họp. Thời gian vừa qua, tại 312 phường, xã, thị trấn của thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ hậu cần địa phương phối hợp với tổ COVID-19 cộng đồng và các lực lượng tình nguyện viên tại các địa phương. Các lực lượng quân đội, công an được tăng cường tại địa phương cùng tham gia hỗ trợ đi chợ hộ và tổ chức phân phối trực tiếp hàng cứu trợ đến người dân. Từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8, các quận huyện và thành phố Thủ Đức đã tổ chức đi chợ hộ cho gần 332.900 hộ với 407.000 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ gần 81,7%. Tại cuộc họp, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất về việc đưa đội ngũ nhân viên giao hàng shipper tham gia vận chuyển hàng hóa liên quận huyện, thành phố Thủ Đức trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách xã hội nhằm giảm tải áp lực và quá tải trong việc đi chợ hộ. Thành phố cũng đưa ra giải pháp để vận chuyển hàng hóa an toàn, chỉ cho phép shipper đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 từ ngày 13 tháng 8 trở về trước được tham gia lưu thông, cung ứng hàng hóa. Doanh nghiệp cung cấp, ứng dụng giao hàng chịu trách nhiệm lập danh sách shipper đủ điều kiện gửi về Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh để đưa vào cơ sở dữ liệu tra cứu shipper, phục vụ cơ quan chức năng tra cứu trực tuyến khi cần thiết. Tại cuộc họp, tổ công tác thống nhất những ngày tới đây cố gắng đảm bảo cho tất cả người dân không ai bị đứt bữa, kêu gọi nhân dân chia sẻ với thành phố để khống chế dịch bệnh sớm nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc lấy xã phường là pháo đài chống dịch. Tổ công tác đồng ý với đề xuất của thành phố tăng cường lực lượng vào chuỗi cung ứng hàng hóa, chỉ đạo cơ quan y tế thành phố tiến hành xét nghiệm hàng ngày đối với đội ngũ shipper. Thành phố huy động các sàn thương mại điện tử và các tổ chức kinh doanh thương mại điện tử cùng tham gia với hệ thống phân phối có sẵn của thành phố, tăng cường nhập hàng hóa, thực phẩm để bán trực tuyến cho người dân. Các đối tượng cần đi chợ hộ, tổ công tác tại phường, xã vẫn duy trì đảm bảo cung ứng đến tận nhà dân. Căn cứ lực lượng, thành phố tăng cường nhân viên giao hàng, đảm bảo quản lý bởi các phường, xã, các tổ y tế xét nghiệm lưu động sẽ xét nghiệm hàng ngày.